bốn phụ nữ nắm quyền khét tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Từ ngàn xưa đến nay, trong xã hội phong kiến châu Á nói chung và xã hội phong kiến Trung Quốc nói riêng, hoàng đế cai trị hầu hết là nam nhân. Nhưng thời thế đổi thay, có không ít lần nữ nhân đã lên nắm thực quyền cai trị thiên hạ. Ở Trung Quốc nổi tiếng nhất là Võ Tắc Thiên, nữ đế nhà Chu, kế đến là Lữ Hậu của Hán Triều, Tiêu Thái Hậu của Đại Liêu Khiết Đan và Tây Thái Hậu của Từ Hy, Vương Triều Mãn Thanh. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về những nữ vương này. Điểm chung đầu tiên của họ chính là việc làm vợ các hoàng đế và đều hạ sinh được con trai. Những đứa con đều có cơ hội kế thừa ngai vàng sau khi vua cha băng hà. Nhưng đáng tiếc, tham vọng của các mẫu thân quá lớn, không chịu ngồi yên cai quản hậu cung hay nghỉ ngơi an nhàn mà chỉ muốn thâu tóm quyền lực. Vì vậy, dẫn đến việc các vị hoàng tử dù tài năng đức độ đến đâu cũng trở thành cái bóng đứng sau mẹ mình, chỉ biết ngậm ngùi nhìn lịch sử sang trang mới mà tên mình mờ nhạt, không được nhắc đến mấy. Vị trí thứ tư, Lữ Trĩ, Hoàng hậu của Vương Triều Đại Hán. Lữ Trĩ, hay còn gọi là Lã Hậu, là hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang, hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà là vị hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, là thân mẫu của Hán Huệ đế Lưu Doanh. Lữ Trĩ vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, được ăn học đàng hoàng. Từ nhỏ đến lớn, bà vốn là người con gái nhu mì, lễ độ, tài sắc vẹn toàn. Cha bà là Lã Công đã tỏ ý mến mộ Lưu Bang ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông thấy tướng số người này về sau sẽ làm nên nghiệp lớn, nên nhất quyết muốn gả con gái cho ông. Lúc đó Lữ Trĩ kém Lưu Bang 15 tuổi. Thực chất, Lưu Bang là xuất thân từ một gia đình nông dân ít học, lông bông, nên từ ngày lấy Lưu Bang, Lữ Trĩ đã phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng bà vẫn một lòng bên cạnh chồng phò tá. Khi Lưu Bang giấy binh khởi nghĩa chống nhà Tần, bà cũng làm tròn bổn phận hậu phương, chăm lo vun vén mọi việc trong nhà Chu Toàn. Nhưng do Lưu Bang quá chủ quan, bị Hạng Vũ lừa đánh cho đại bại, phải quay lưng bỏ chạy. Không may, Lã Trĩ cùng cha chồng là Lưu Thái Công bị quân Tây Sở bắt được, nhốt làm con tin và sống trong quân doanh của địch 2 năm ròng rã. Năm 203 trước công nguyên, Lưu Công và Lã Trĩ mới được thả về với Hán Vương Lưu Bang. Sau ngần ấy năm xa cách, bỗng dưng tính tình bà thay đổi. Lã Trĩ hiền dịu đức hạnh ngày nào rồi trở nên tàn độc và đầy dã tâm. Do Lưu Bang phải cầm quân đi chinh chiến phương xa nên lập Lã Trĩ làm hoàng hậu, Lưu Doanh làm hoàng thái tử. Nhân cơ hội này, bà ta nhanh chóng thâu tóm quyền lực. Trong sử ký của Tư Mã Thiên có liệt bà và danh mục bản kỷ vốn dành cho các hoàng đế, đủ thấy thủ đoạn và tài trí cai trị của bà cao tay đến nhường nào. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, chúng ta phải thấy rằng khi Lưu Bang còn tại thế, Lã Trĩ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chưa kể địa vị của thái tử Lưu Doanh còn bị đe dọa bởi con trai của một sủng phi họ Thích. Nếu không có tài năng, sự cứng rắn, khôn ngoan của mình, có lẽ lịch sử nhà Hán đã rẽ theo một hướng khác. Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang nhắm mắt xuôi tay, nội bộ triều đình lục đục không yên. Mâu thuẫn từ nhiều phe cánh nổi lên do hoàng thái tử còn nhỏ. Vì vậy, Lã Hậu đã đứng lên ổn định thế cục, mau chóng dẹp yên mọi phe cánh, thế lực muốn nổi lên nắm quyền. Chính bà nhúng tay gây ra cái chết oan ức cho hai công thần Hàn Tín và Bành Việt, đủ để thấy thủ đoạn tàn độc cay nghiệt của bà không thua kém gì Lưu Bang. Vị trí thứ ba, Tiêu Xước, Thái hậu của nước Đại Liêu. Tiêu Xước hay Tiêu Yến Yến, người tộc Khiết Đan, bà là hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông. Và sau khi Cảnh Tông qua đời năm 982, bà trở thành hoàng thái hậu, thường gọi là Tiêu Thái hậu. Bà nổi tiếng không chỉ là hoàng hậu, hoàng thái hậu tài giỏi, mà còn là một chính gia triều Liêu. Thời kỳ bà buông rèm nhiếp chính cũng được xem là giai đoạn đỉnh cao thịnh trị của nước Đại Liêu ngày xưa. Từ nhỏ bà đã thông minh xinh đẹp lại hoạt bát ưa nhìn. Sau khi Liêu Cảnh Tông kế vị do Tiêu Tư Ôn có công giúp đỡ, Tiêu Xước được tuyển làm quý phi rồi trở thành hoàng hậu. Bà sinh hạ được 7 người con, 4 trai 3 gái, trong đó có trưởng tử là Long Tự, về sau trở thành vua Liêu Thánh Tông. Sau khi Liêu Cảnh Tông băng hà, Long Tự lên ngôi phong bà làm hoàng thái hậu. Tuy nhiên, vì tuổi vua còn nhỏ nên mọi chuyện chính sự đều do bà Liệu. Công lao lớn nhất phải kể đến là bà đã đẩy lui cuộc chinh phạt của Tống Thái Tông, minh chứng rõ ràng cho thấy tài năng vượt bậc của bà trong việc trị quốc. Tháng 9 năm 1004, Tiêu Thái Hậu quyết định chinh phạt quân Tống, đòi lại vùng Quan Nam mà hậu Chu Thế Tông đã thu phục. Quân Liêu với lực lượng hùng hậu tấn công liên hoàn, đánh thẳng tới cổng thành Thiền Uyên, cửa ngõ của kinh đô Khai Phong thuộc triều Bắc Tống. Thấy Tống Chân Tông có ý muốn cầu hòa, Tiêu Thái Hậu chấp nhận bằng việc ký kết Thiền Uyên Chi Minh.
Ngoài ra, trong sách sử còn lưu truyền giai thoại về mối tình giữa bà và Hàn Đức Nhượng. Thời thơ ấu, bà được hứa hôn gả cho Hàn Đức Nhượng, tuy nhiên hôn ước đã không thành. Về sau, khi gặp lại Hàn Đức Nhượng, thấy ông là người có năng lực chính trị, tầm nhìn xa, nên quyết định cải giá với ông. Bảo ông hãy coi Liêu Thánh Tông như con đẻ, giúp vua cai trị đất nước. Rồi bà lén sai người giết chết thê tử của ông là Lý Thị. Bấy giờ, Thánh Tông gia luật Long Tự biết chuyện nhưng vẫn công nhận mối tình của mẫu thân, còn luôn miệng gọi Hàn Đức Nhượng là Thúc Thúc, vô cùng kính trọng. Vì Hàn Đức Nhượng không có con trai nối dõi, nên Tiêu Thái Hậu đã đặt ra quy định hoàng tộc gia luật mỗi đều phải cử ra một thân vương để trở thành hậu duệ lo hương khói cho dòng tộc của ông sau này. Về sau, Liêu Thánh Tông còn ra lệnh cho Tiêu Thái Hậu và Hàn Đức Nhượng được an táng chung một nơi. Đây là người Hán duy nhất được chôn cất trong hoàng lăng của nhà họ Liêu. Vị trí thứ hai, Võ Tắc Thiên, nữ đế nhà Võ Chu. Võ Tắc Thiên còn gọi là Võ Hậu, là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị, cuối cùng lên ngôi hoàng đế vào năm 690, lập nên triều đại Võ Chu. Bà tại vị trong vòng 15 năm. Võ Tắc Thiên là nữ đế duy nhất được công nhận trong sử sách Trung Hoa phong kiến. Người phụ nữ quyền lực, tài sắc vẹn toàn này trải qua hai đời chồng là vua Lý Thế Dân và Lý Trị. Hai vị vua có công lao to lớn trong việc xây dựng và duy trì triều đại nhà Đường vững mạnh, phồn thịnh. Bà may mắn được tiếp nhận những tinh hoa, lĩnh hội sâu sắc được kiến thức chính trị của cả hai nhà vua. Năm 14 tuổi, được Lý Thế Dân triệu vào cung phong làm tài nhân. Sau khi Thái Tông băng hà, bà phải xuất gia lúc 25 tuổi. Những tưởng cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn trong chùa cho đến hết đời, nhưng dòng đời lại đưa bà trở lại hậu cung kết duyên với Cao Tông Lý Trị. Lúc đầu với tư cách là thê thiếp của Cao Tông, nhưng về sau do quá say mê nhan sắc mặn mà của Võ Tắc Thiên, Cao Tông gạt bỏ mọi phi tần phong bà làm hậu. Bà sinh hạ cho vua được 6 người con, cả nam lẫn nữ. Tình cảm mặn nồng chung thủy của Lý Trị dành cho Võ Tắc Thiên quả là hiếm thấy. Huống hồ bà còn từng là phi tần của tiên đế, lại hơn ông vài tuổi. Từ khi lên làm hoàng hậu, Võ Tắc Thiên có cơ hội thể hiện tài năng, sự tàn ác của mình. Võ Tắc Thiên thẳng tay triệt hạ bất cứ ai ngáng đường mình. Khó ai có thể đấu lại một người phụ nữ mưu mô, tài giỏi, bản lĩnh chính trị cao như vậy. Nhìn vào cũng biết tham vọng của bà vô cùng lớn, cộng thêm bản tính sắc sảo thông minh, Võ Tắc Thiên từ sớm đã hội tụ đủ những tố chất để trở thành một chính trị gia kiệt xuất. Quả nhiên về sau bà xưng vương, thiên hạ, lập ra triều đại Võ Chu có 102. Trước đó, nhà Đường đã trải qua giai đoạn trinh quán chi trị, cả Cao Tông Lý Trị và Võ Hậu cùng cai trị nhà Đường. Sau khi triều đại Võ Chu sụp đổ, Giang Sơn Đại Đường lại trải qua một giai đoạn khai nguyên thịnh thế dưới thời Đường Huyền Tông. Vị trí thứ nhất, Từ Hy Thái Hậu, lão Phật gia của Đại Thanh Mãn Châu. Đây có thể coi là người phụ nữ nắm quyền lực khét tiếng nhất lịch sử Trung Hoa. Từ Hy, bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, mẹ đẻ của Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng Đế. Cuộc đời của Từ Hy Thái Hậu có thể được miêu tả gói gọn trong 4 chữ: họa quốc ương dân. Về xuất thân, Từ Hy sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mất sớm, gia cảnh không được giàu có. Năm 17 tuổi, bà gia nhập kỳ tuyển tú của Thanh Cung, trải qua 60 cô gái cùng tham gia thi tuyển nữ tú. Bà trở thành phi tần của Hàm Phong Đế, bà hạ sinh cho vua được một hoàng tử kháu khỉnh, chính là vua Đồng Trị sau này. Trốn hậu cung được mệnh danh là chiến trường đẫm máu không đao kiếm. Từ Hy Thái Hậu mặc sức tung hoành theo ý muốn, vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại thông minh sắc sảo hơn người và có năng lực chính trị, bà được đánh giá khá cao. Sau khi Hàm Phong Đế băng hà, lúc đó Từ Hy còn quá trẻ, đúng lúc có cuộc chiến tranh nha phiến đang diễn ra vô cùng căng thẳng, bà chính thức nhúng tay vào chính sự, thể hiện tham vọng muốn thâu tóm quyền lực của mình. Cũng từ đây, vận mệnh của nhà Thanh bắt đầu xoay chuyển dưới tay một người đàn bà trong 47 năm. Dưới thời Đại Thanh, do Từ Hy chấp chính đã gây ra ba chính chấn động. Giáp thân dịch xu là sự kiện thể hiện rõ nhất thủ đoạn cao tay của Tây Thái Hậu. Bà đã dùng quyền lực phế truất 4 vị đại thần cốt cán trong triều đình, trong đó có cung thân vương Dịch Hân, Bảo Vân, Lý Hồng Tảo và Cảnh Liêm. Suốt gần nửa thế kỷ, Từ Hy nắm quyền sinh quyền sát trong tay, dù bà ta vô cùng tàn ác nhưng cũng cai trị nhà Thanh, giúp nó tồn tại trong thời gian dài để chống chọi trong giai đoạn chiến tranh nha phiến diễn ra liên tiếp. Thời điểm đó, Đại Thanh đứng trước nguy cơ bị các nước ngoại bang xâm chiếm, kèm theo đó là sự suy cấp nghiêm trọng, mục ruỗng trong nội bộ triều đình. Dù đã cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng với tài năng có hạn, tầm nhìn không đủ xa, đã khiến con thuyền Đại Thanh không thể vượt qua sóng gió lớn đang bủa vây. Phần lớn mưu lược của bà là áp dụng vào việc hành hạ những kẻ dưới, đấu lại những quần thần trong cung, hay ăn chơi hưởng thụ,
chứ ít khi lo đến quốc gia đại sự. Chính vì vậy nên Bách tính lầm than khốn khổ, tiếng kêu thán oán trách bà vang vọng tận trời xanh. Các sử gia còn gọi bà là Hồng Nhan Họa Thủy. Chính bà là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong sự sụp đổ của nhà Thanh. Tuy nhiên, xét về một khía cạnh khác, bản lĩnh chính trị của người phụ nữ này cũng vượt xa người chồng mình là Hàm Phong Đế và người con trai là Vua Đồng Trị. Nhìn vào bối cảnh phức tạp lúc bấy giờ, nếu đặt Võ Tắc Thiên hay Lữ Hậu vào, chưa chắc họ đã bình tĩnh, có cách ứng biến, thay đổi thế cục. Cũng chưa chắc trụ vững lâu dài như Tử Hy. Dù có thế nào, bà ta cũng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến Đại Thanh, nên vẫn được xếp ở vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử Trung Hoa.